Tùy vào từng đối tượng sẽ có cách sử dụng cốt gừng hạ thổ Hatomo phù hợp nhất. Theo đó, với mẹ sau sinh, hãy dùng 5 nắp cốt gừng pha với 1 lít nước ấm, sau đó dùng bông gòn thoa trực tiếp cốt gừng lên toàn thân để giữ ấm và giải cảm, tránh hậu sản. Các mẹ sau sinh thường từ 7 đến 10 ngày và sau sinh mổ từ 15 đến 20 ngày khi vết khâu đã lành. Có thể kết hợp sử dụng thêm gel latex định hình, muối thảo dược hoặc cốt nghệ để nhanh về form dáng và giúp da body trắng sáng đều màu. Với trẻ nhỏ, mẹ hãy pha cốt gừng với nước ấm ở liều lượng vừa phải để tắm gội cho bé, giúp giữ ấm cơ thể và tránh cảm mạo. Với người thường xuyên bị đau nhức xương khớp và mất ngủ, hãy dùng cốt gừng hòa với nước ấm để ngâm chân trước khi ngủ khoảng 30 phút. Có thể sử dụng kết hợp thêm muối thảo dược để đắp chườm nóng lên các vùng bị đau nhức mỏi. Với những chị em có nhu cầu giảm béo, hãy thoa đều cốt gừng lên những vùng cần giảm như là bụng, bắp tay, bắp đùi. Đặc biệt khi thoa cốt gừng lên vùng bụng, chị em hãy kết hợp massage bụng để giúp săn chắc, tiêu hao mỡ thừa. Cách massage như sau. Bước 1. Lấy một lượng cốt gừng vừa đủ thoa đều lên vùng da bụng. Bước 2. Massage đều vùng bụng theo chiều kim đồng hồ để cốt gừng nhanh thấm thấu vào da bụng. Bước 3. Dùng 2 tay đặt vào hông, vét eo lên để tạo form bụng. Lưu ý, để hiệu quả giảm eo với cốt gừng đạt kết quả tốt nhất, chị em nên thực hiện đều đặn cách làm trên 20 phút mỗi ngày.